Yến Sào Khánh Hòa, nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ. Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Người Khánh Hòa. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phối hợp cùng với công ty truyền thông KKC thực hiện với sự đồng hành của Yến Sào Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, đối với những ai đã từng đặt chân đến vùng đất Khánh Hòa thì khó có thể rời bước khỏi vùng đất với sự giao thoa của biển núi, gió trời rất đẹp. Và bên cạnh đó thì con người Khánh Hòa lại sống thân thiện, chân thành và nhiệt tình. Và đó chính là lý do mà ngày hôm nay chương trình Người Khánh Hòa sẽ mang đến cho quý vị một nhân vật đã chọn quê hương Khánh Hòa là quê hương thứ hai của mình. Và trong suốt khoảng thời gian sinh sống và làm việc cũng như lập nghiệp tại Khánh Hòa thì chính những cảnh đẹp cũng như con người nơi đây đã mang đến cho ông rất nhiều những cảm xúc trong văn học và mang đến những tác phẩm thơ ca ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc và cũng như là những đóng góp dành đến cho quê hương Khánh Hòa. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhà văn Nguyễn Gia Nùng. Nhà văn Nguyễn Gia Nùng sinh năm 1937 tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1974 khi mới 37 tuổi. Trong cuộc đời làm biên tập và viết văn của Nguyễn Gia Nùng, có một may mắn không dễ gì có được, đó là được làm biên tập bản thảo mấy cuốn sách được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đọc cho ý kiến trước khi đưa in. Hơn 40 năm qua, Nguyễn Gia Nùng đã có tới hơn 100 bài viết về Bác được giới thiệu trên các sách báo của Trung ương và địa phương. Sách Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh với 44 bài viết là chọn lọc trong những bài viết đó. Từ vốn sống và nguồn tư liệu phong phú, đồ sộ như những vỉa quặng quý, Nguyễn Gia Nùng đã chọn cho mình một cách phản ánh độc đáo. Ông thường không hướng vào ca ngợi, biểu dương những con người có hoàn cảnh thuận lợi. Thay vào đó, nhà văn đề cao những nhân vật có số phận éo le, gặp nhiều khó khăn nhưng biết vươn lên, phấn đấu trong cuộc sống. Nhà văn Nguyễn Gia Nùng quan niệm rằng, dù viết về người hay viết về mình, dù muốn hay không thì văn chương luôn là sự tự bộc lộ. Một người viết văn, theo tôi, trước hết phải hiểu biết về cuộc đời, phải có tâm hồn và nhất là phải có tài. Có đủ vốn sống, có tâm huyết mà không có tài thể hiện thì cũng chịu. Người viết suốt đời phải tích lũy, phải học không ngừng. Thưa quý vị và các bạn, nhân vật đến với chúng ta trong chương trình Người Khánh Hòa hôm nay đó chính là nhà văn Nguyễn Gia Nùng. Xin chào nhà văn Nguyễn Gia Nùng và xin được cảm ơn nhà văn đã cùng đến với chương trình Người Khánh Hòa hôm nay. Vâng, xin chào Tú Trinh và các quý vị khán giả Đài Truyền hình Khánh Hòa. Dạ, thưa nhà văn, hiện nay thì Tú Trinh được biết là nhà văn có hơn 30 đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau như là truyện ngắn, thơ và ký. Vậy thì không biết là nhà văn bước chân vào sự nghiệp văn chương với thể loại nào đầu tiên ạ? Đó là thể loại thơ. Dạ. Tại vì như Tú Trinh biết thì người Việt Nam thì gần như ai cũng biết làm thơ. Dạ. Cũng như vậy thì tôi bắt đầu vào trường đại học tổng hợp Hà Nội thì cũng viết là những cái bài được đăng báo đầu tiên là những bài thơ. Dạ. Vậy là khi còn là sinh viên mình đã bắt đầu viết thơ rồi ạ. Vâng. Dạ. Vậy thì nhà văn Nguyễn Gia Nùng có nhớ về bài thơ đầu tiên của mình không ạ? Tôi làm thơ thì đăng báo nhiều. Dạ. Nhưng mà có một cái bài thơ mà được in sách đầu tiên thì là một cái bài Ông Trăng Sáng. Dạ, yeah, Ông Trăng Sáng. Thì tôi xin đọc nó thế này. Dạ. Một đêm ông trăng sáng sa vào đôi mắt đen. Dạ. Mắt đen thành trăng sáng, thành ba ông trăng lên. Người trai vừa thấy trăng bàng hoàng như giấc mộng, toàn ôm trăng vào lòng đã nghe trời xê động. Từ ấy người trai đi vượt lâu ngàn cỏ sắc, dù đêm trăng quên mọc vẫn thấy lòng trăng lên. Yeah. Thì cái bài thơ này được in trong cái tập thơ Tình Yêu đầu tiên cho nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản ở miền Bắc năm 62. Yeah. Thì ngay sau đó thì rất được nhiều bạn trẻ yêu thích, kể cả những bạn trẻ mà đi học ở nước ngoài. Thì đấy là cái bài thơ đầu tiên mà nó trong sáng, một đi không trở lại. Sau này làm nhiều bài thơ khác nhưng mà cái bài đó nó vẫn có một cái dấu ấn thời gian mà không
không thể nào mà mình có thể là thay thế được. Dạ, như vậy là với bài thơ đầu tiên của mình đã được in trong tập thơ và xuất bản thì cũng đã đón nhận được rất là nhiều tình cảm từ nhiều bạn đọc ở khắp mọi nơi đúng không ạ? Dạ. Vậy thì cho đến thời điểm hiện tại thì nhà văn Nguyễn Gia Nùng có nhớ được là mình đã xuất bản và có bao nhiêu tập thơ hay là bài thơ không ạ? Sau đó thì tôi thấy rằng là cái người làm thơ ở Việt Nam thì nó nhiều quá. Yeah. Và nếu mà phải thật sự có tài thì mới mong thành công, chứ còn thì văn xuôi thì nó chở được nhiều hơn. Cho nên tôi quay sang viết văn xuôi nhưng mà vẫn không bỏ được thơ. Cho nên khi có cảm xúc mà nó ngắn thì tôi vẫn làm thơ. Và cho đến nay thì tôi đã xuất bản được 5 tập thơ mà... một cái tập mà do bạn bè họ tuyển chọn là cái tập Cánh Ông Bay, thì tuyển tập tức là 101 bài thơ tình của tôi. Dạ, gần đây thì Tú Trinh được biết là nhà văn Nguyễn Gia Nùng cũng có một tập thơ rất là đặc biệt. Đó chính là tập thơ Thơ Viết Từ Giường Bệnh với 116 bài thơ. Vậy thì không biết là tại sao nhà văn lại đưa tập thơ này đến với tất cả quý vị khán giả, và tại sao lại có tên là Thơ Viết Từ Giường Bệnh ạ? Cái này thì nó là một cái sự cố năm 2007. Dạ. Thì tôi đèo con đi học thì nó bị một cái tai nạn giao thông, và coi như là cái khuỷu tay trái thì nó nát vụn ra. Yeah. Và phải vào nằm bệnh viện trong một tháng. Nằm ở bệnh viện mà cái khoa chấn thương đó thì nó có cảm giác như là mình nằm trên cái xe mà tải thương ở mặt trận. Yeah. Là xung quanh mình thì cái tiếng kêu la, rồi mọi cái chuyện người ta vào ta thăm hỏi bệnh nhân đó là mọi chuyện trên đời dưới đất đó là nó ở trong cái phòng á. Thì lúc đầu cũng chỉ định làm được vài bài để mà cảm ơn các thầy thuốc đã chăm sóc mình thôi. Nhưng mà sau đó thì các bác sĩ, y sĩ, rồi những bệnh nhân trong giường bệnh ấy, thì lần lượt là đều xin mấy câu thơ về mình. Như vậy là sau khi nằm một tháng á, thì đã viết được 134 bài. 134 bài thì khi mà đếm lại thì thấy nó ngẫu nhiên, nó trùng hợp với là bằng cái số bài mà của bác viết nhật ký trong tù. Thì tôi phải bớt đi để 116 bài, chứ không thì hỗn với bác. Có thể nói là niềm đam mê và yêu thơ ca đã đi sâu vào tận trong trái tim của nhà văn Nguyễn Gia Nùng. Cho nên là trong một tháng mình nằm viện thôi, mình đã viết được đến là 140 bài thơ đúng không ạ? Dạ. Và không chỉ là viết về chính nỗi đau của mình khi đang ở tại bệnh viện, mà còn viết cho những người xung quanh nữa. Với tiểu thuyết Sao Băng là tác phẩm đầu tay viết về ngành giao thông vận tải với các cán bộ và chiến sĩ thanh niên xung phong trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Và sau đó thì với tác phẩm Chuyện Của Hạt, nhà văn đã khai thác một chủ đề khá đặc biệt, đó chính là trường học sinh miền Nam trên đất Bắc. Vậy thì làm như thế nào để nhà văn cho ra đời những tác phẩm với đề tài khá đặc biệt nhưng cũng rất thiết thực đến như vậy ạ? Thì lúc bây giờ tôi ra trường về nhà xuất bản lao động thì phân công tôi, lúc bây giờ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ tiến hành với miền Bắc rất ác liệt, cho nên là cho tôi đi thực tế ở chiến trường khu 4 và Trường Sơn. Thì khi đó là tôi đi và tôi thấy rất là nhiều nhân vật anh hùng. Và khi tôi về tôi viết cái tiểu thuyết ấy với một cái cảm xúc gọi là dồn nén ở trên cái vùng sơ tán ấy, thì trong 3 tháng thì đã hoàn thành cái Sao Băng. Yeah. Là trên 300 trang. Yeah. Và sau đó thì ngành giao thông vận tải nói là Sao Băng phải ra trước khi trời sáng, tức là trước khi mà nó ngừng bắn, cho nên là sách in xong thì được ngành giao thông vận tải là chở một chuyến xe đặc biệt vào khu 4 và Trường Sơn. Và cứ mỗi một trung đội giao thông vận tải thì được ít nhất là một cuốn sách Sao Băng. Yeah. Và sau đó thì hầu hết các báo chí ở Hà Nội và Trung ương thời đó là đều có bài giới thiệu phê bình. Thì có lẽ là trong cái cuộc đời viết văn của mình ấy, thì chưa có cái tập sách nào mà có một cái tác động phục vụ quần chúng được hưởng ứng đến như cái đó. Và chính cái Sao Băng nó đã tạo một cái bước ngoặt trong cái cuộc đời viết văn. Yeah. Của tôi. Thì khi tôi về công tác ở nhà xuất bản Chính trị Quốc gia thì tôi đã từng là được làm sách về Bác Hồ. Yeah. Cho nên tôi thấy là cái công lao lớn nhất của bác là chồng người. Yeah. Mà trong cái đó thì có cái bác là chỉ đạo và
xây dựng nên cái hệ thống trường học sinh miền Nam trên đất Bắc. Thì đây là một cái việc làm mà cái tầm nhìn chiến lược mà các nước trên thế giới có hoàn cảnh tương tự thì không nước nào có được như vậy. Thì khi tôi thăm dò và tôi có gửi cái đề cương cho bác Phạm Văn Đồng và đề nghị bác là viết lời giới thiệu, thì bác Đồng nhận được cái đề cương thì mừng lắm. Và bác đã nhận viết cái lời giới thiệu rất nhanh. Và khi sách in ra đó thì là được toàn quốc, ở đâu có học sinh miền Nam thì ở đấy là họ rất là nhiệt liệt hưởng ứng. Và sau đó thì cái chất liệu nó nhiều đến mức mà tôi thấy là 3 tập sách mà mỗi một tập in khổ lớn là 700-800 trang cũng không hết. Cho nên là tôi suy nghĩ và tôi thấy là cần phải có một cái cuốn tiểu thuyết để bổ sung vào những cái hình ảnh ấy. Cho nên tôi đã viết cái chuyện của Hạt. Như vậy rõ ràng là với sự nghiệp văn chương của mình thì nhà văn Nguyễn Gia Nùng cũng đã có nhiều tác phẩm phục vụ cho quần chúng nè, cũng như là phục vụ cho các cán bộ và các chiến sĩ thanh niên xung phong trong giai đoạn đấu tranh chống Mỹ, đúng không ạ? Và trong câu chuyện của mình thì nhà văn Nguyễn Gia Nùng cũng đã chia sẻ đến việc là mình được tiếp xúc và gặp gỡ với Bác Hồ. Như vậy thì nhà văn có thể chia sẻ về cảm xúc của mình khi được gặp gỡ và làm việc với Bác Hồ kính yêu không ạ? Đây cũng là một cái may mắn, cái duyên của tôi trong cái cuộc đời làm biên tập. Tại vì khi năm 65 thì đang công tác ở nhà xuất bản Lao Động, thì năm ấy là mừng bác 75 tuổi, thì một số nhà xuất bản là định có sách về bác. Thì riêng đồng chí Hoàng Quốc Việt thì là mới xin với bác là cho một ra một cái tập sách nói lên cái tình cảm của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đối với bác. Thì bác suy nghĩ sau cuối cùng thì bác cũng đồng ý. Nhưng mà bác nói là nhưng mà trước khi in chú phải cho bác đọc cái bản thảo. Thế cho nên đồng chí Hoàng Quốc Việt thì giao cho chúng tôi để làm cái tổ chức biên tập và làm cái tập sách ấy. Thì làm cái tập sách ấy thì ngoài những người mà được gặp gỡ bác Hồ, được sống cạnh bác, rồi được có kỷ niệm về bác, thì chúng tôi còn được tiếp xúc với một cái khối lượng tư liệu rất đồ sộ của bác Hồ trong nước và nước ngoài. Cho nên là khi mà lên làm việc với bác thì chúng tôi rất hồi hộp, tại vì là chưa bao giờ mà được bác làm tổng biên tập duyệt cuối cùng. Thì khi mà cũng may mắn là khi mà bác đọc thì bác có góp ý sửa lại một số, bỏ đi một số bài các thứ, thì những cái ý kiến của bác thì có thể nói là cái bài học cho công tác biên tập và viết văn của tôi suốt đời. Và sau đó thì năm 68 thì cũng lại có cái may mắn là được cùng với 6 nhà xuất bản khác để làm cái bộ sách mà Người Tốt Việc Tốt, thì cũng được bác đọc bản thảo trước khi đưa in. Thì đấy là hai cái kỷ niệm trong cái đời biên tập của tôi, là được gặp bác trực tiếp, nghe bác nói về những cái bản thảo mà mình tổ chức biên tập. Và có thể nói đó là những kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời cũng như là trong sự nghiệp của mình, đúng không ạ? Thưa nhà văn Nguyễn Gia Nùng, sau hai lần được gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp cùng với bác Hồ, thì sau đó nhà văn có những tác phẩm nào viết dành riêng cho bác Hồ không ạ? Thì trong những lần gặp bác và được tiếp xúc với những con người đã từng có kỷ niệm với bác và cái khối tư liệu rất đồ sộ trong nước và nước ngoài, thì tôi nhận thấy rằng là cuộc đời của bác rất phong phú mà bác rất ít nói về mình. Cho nên những gì mà chúng ta đã viết về bác á, thì còn rất nhỏ so với cái cuộc đời của bác. Cho nên là tôi tiếp tục viết những cái bài về bác. Và cho đến nay thì đã tổng số lại thì tôi thấy là đã trên các cái sách báo của Trung ương và địa phương thì tôi đã viết đến gần 200 bài. Thì sau đó là nhà xuất bản Công An, thì sau đó nhà xuất bản Trẻ đã tuyển lại và in thành cái cuốn là Đặc Sắc Văn Hóa Hồ Chí Minh. Thật ra đối với tôi thì viết như vậy về bác Hồ nhưng vẫn chưa đủ. Và bây giờ là thường là tôi vẫn tiếp tục, nhất là những cái dịp Tết thì bao giờ cũng có vài ba tờ báo là đặt bài viết về bác, thì tôi vẫn tiếp tục viết. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ rất thú vị, rất đặc biệt đến từ nhà văn Nguyễn Gia Nùng. Và ngay sau đây để tiếp tục cuộc trò chuyện thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự sau.
Nhà văn Nguyễn Gia Nùng hiện đang sinh sống trong một căn hộ nhỏ trên đường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang. Đối với ông, quê hương chính là cả nơi sinh và nơi mà ông đã gắn bó. Chính vì thế mà ông cho rằng, mặc dù chưa viết một trang sách nào về nơi mình sinh ra, nhưng nếu không viết trang nào về nơi mình gắn bó là một thiếu sót lớn. Đó cũng là lý do để ông cho ra đời những vần thơ, câu văn viết về Nha Trang, về Khánh Hòa, thật da diết, chứa đầy tình yêu thương bằng tất cả sự chân tình trong từng câu, từng chữ. Và những tác phẩm viết bằng cả trái tim ấy chính là lời tri ân sâu sắc mà nhà văn Nguyễn Gia Nùng muốn gửi đến thành phố biển Nha Trang, xứ trầm hương Khánh Hòa. Ở đây, ông có những người bạn, đó là những nhà văn, nhà thơ có cùng chí hướng trong nghiệp cầm bút, biển trời và người Khánh Hòa đã giúp ông có những phút giây thăng hoa trong suốt chặng đường viết văn và làm thơ của mình. Thưa nhà văn Nguyễn Gia Nùng, đã có một khoảng thời gian dài sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa. Vậy thì ông có thể chia sẻ đến với tất cả quý vị khán giả biết là lý do tại sao để ông quyết định là gắn bó với vùng đất xinh đẹp đầy nắng và gió này ạ? Tôi thì khi ra trường thì về nhà xuất bản lao động Tổng Công đoàn Việt Nam. Thì khi giải phóng miền Nam xong thì tỉnh Phú Khánh này là ra trực tiếp và xin tôi vào giúp cho Khánh Hòa. Thì lúc đầu là ngoài kia không cho, nhưng mà sau đó thì trong này nói là chỉ xin tăng cường từ 2 đến 3 năm. Thì vào đó là phụ trách văn nghệ của đài phát thanh tỉnh, rồi sau đó thì là giữ lại luôn, không cho ra nữa. Và tôi phải sang để mà thành lập cái hội văn học nghệ thuật của tỉnh, rồi tiếp đó thì là về lập nhà xuất bản của tỉnh. Và đến khi mà chuyển không còn làm nhà xuất bản tỉnh nữa thì tôi về làm giám đốc chi nhánh nhà xuất bản chính trị quốc gia tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cho đến khi nghỉ hưu. Như vậy là đã đến nay là gần 40 năm gắn bó với Khánh Hòa và viết về Khánh Hòa. Như vậy thì trong suốt khoảng thời gian sinh sống, làm việc và lập nghiệp tại Khánh Hòa thì nhà văn Nguyễn Gia Nùng có những tác phẩm nào viết dành riêng đến cho quê hương Khánh Hòa của mình không ạ? Nhiều chứ. Tôi như vậy, tức là ngoài khi mà làm tập sách ở nhà xuất bản của tỉnh với khi về nhà xuất bản chính trị quốc gia thì tôi đã ra được 5 tập giới thiệu quê hương Khánh Hòa và Nha Trang. Nha Trang thành phố biển xanh và Khánh Hòa cơ hội đầu tư và phát triển. Thì ngoài ra thì những cái tập truyện ngắn và ký mà chủ yếu viết về Khánh Hòa như là Từ quê hương xứ trầm biển Yến hay là Có một Nha Trang thầm lặng, thì tôi giới thiệu những con người của quê hương Khánh Hòa đã có cái đóng góp trong hai cuộc kháng chiến và trong xây dựng hòa bình. Tôi trình được biết là nhà văn Nguyễn Gia Nùng cũng có những tác phẩm đặc biệt dành đến cho Trường Sa, chẳng hạn như bài thơ Khi con là lính Trường Sa, Những đứa trẻ được sinh ra từ Trường Sa và đặc biệt là đảo ngầm Trường Sa. Vậy thì ngay lúc này đây, nhà thơ có thể đọc một vài câu thơ trong các tác phẩm về Trường Sa dành đến cho quý khán giả không ạ? Với Trường Sa thì tôi cũng có cái duyên là năm 83 thì được đi cùng với Chủ tịch Võ Hòa ra thăm tất cả các cái đảo mà có lính đóng ở Trường Sa trong cái năm đó. Và về tôi đã viết ký, viết truyện ngắn và làm thơ. Thì cho đến nay riêng thơ về Trường Sa thì đã có hơn 20 bài viết về Trường Sa. Thì tôi xin đọc cái 4 câu về cái đảo ngầm ở Trường Sa. Đảo nổi chìm theo nhịp nước triều lên, như thực như mơ giữa mịt mùng sóng nước. Có một điều hiển nhiên rất thật, những chiến sĩ kiên cường lũy thép giữa trùng khơi. Và chỉ một những câu thơ như vậy thôi cũng đã khắc họa được hoàn cảnh sống còn nhiều khó khăn cũng như là những thử thách mà các chiến sĩ đang phải đối mặt mỗi ngày. Thưa nhà văn thì tuy ông được sinh ra ở Hưng Yên nhưng ông cũng đã có một khoảng thời gian rất là dài, và theo như ông chia sẻ với Thú Trinh là đã 37 năm mình sinh sống và lập nghiệp tại Khánh Hòa rồi. Vậy thì quê hương Khánh Hòa, quê hương thứ hai của mình đã mang đến cho ông những gì ạ?
người ta nói là không chỉ cái nơi sinh ra mà cái nơi ta sống. Dạ. À, thì cũng có cho tạo cho anh những cái kỷ niệm và những cái cảm xúc để nhất là sáng tác văn học nghệ thuật. Cái Hưng Yên đó là một cái tỉnh đồng bằng, không có núi, không có biển. Dạ. Nhưng mà Khánh Hòa thì được cái thiên nhiên ưu đãi là, dạ, là nó tựa lưng vào Trường Sơn và tầm mắt là Trường Sa, cho nên có núi, có biển và người dân thì rất là hiền hòa, dạ, truyền thống cách mạng rất là anh dũng. Đặc biệt là như cái cuộc kháng chiến chống Pháp thì mở đầu là Nha Trang, Khánh Hòa có 101 ngày đêm chặn bước chân của Pháp. Thì như vậy là đối với tôi thì cái quê hương nó đã cho mình rất nhiều. Và mình viết như thế là cũng một phần nào thôi, chứ còn cũng vẫn mắc nợ với lại Khánh Hòa. Và dạ, cả Hưng Yên là cái nơi sinh ra. Là một người con được sinh ra tại quê hương Khánh Hòa thì Tú Trinh cảm thấy rất là vui và tự hào khi mà được nghe những chia sẻ đặc biệt của nhà văn Nguyễn Gia Nùng. Tuy không sinh ra ở Khánh Hòa nhưng ông đã chọn đây là quê hương thứ hai và mang đến cho mình rất nhiều những kỷ niệm trong cuộc đời. Vậy thì nếu như nhắc đến Khánh Hòa thì nhà văn Nguyễn Gia Nùng có thể chia sẻ với quý vị khán giả một kỷ niệm nào mà mình nhớ nhất khi lần đầu tiên mình đến với Khánh Hòa không ạ? Thì sau này vào thì đọc và biết được một cái người công dân rất là đặc biệt của Nha Trang, đấy là nhà bác học Yến Xanh. Dạ. Ông ấy là từ chân trời Âu mà từ cuối thế kỷ 19 đến Việt Nam và qua Nha Trang, ông dừng lại, ông lên ông ngắm cảnh, ông và sau đó ông quyết định là chọn Nha Trang để làm nơi sống và làm việc suốt đời, suốt hơn 50 năm cho đến khi chết. Ông ấy cũng di chúc là chôn ở suối Dầu. Dạ. Sau này cũng không ai được mang ông đi. Thì như vậy là năm 2009 thì tôi thấy là Yến Xanh thì thế giới đánh giá rất nhiều về mặt khoa học, nhưng mà về mặt nhân văn, về mặt con người mà sống với tình cảm với cái mảnh đất của Việt Nam và Khánh Hòa như thế nào thì không ai biết được bằng người dân ở Nha Trang. Cho nên tính tôi thấy đặt cho nhiệm vụ mình là phải viết về Yến Xanh. Thì tôi đã xuất bản được cái tập sách là Những Mẩu Chuyện về Yến Xanh. Sau đó thì được nhà xuất bản Thế Giới dịch ra tiếng Pháp phát hành. Thì năm ngoái là khách quốc tế đến thì được tặng như thế, họ rất là vui. Dạ. Vừa rồi là Thụy Sĩ có làm cái phim về Yến Xanh, họ sang đây thì có một vị giáo sư trong cái đoàn làm phim thì nói là tôi đã đọc nhiều về tác phẩm về Yến Xanh, nhưng mà riêng cái tác phẩm này thì tôi rất lấy làm lý thú, tại vì tôi hiểu Yến Xanh hơn rất nhiều. Yeah. Thì đấy, tôi nghĩ đấy cũng là một cái đóng góp, cái nghĩa vụ của mình. Yeah. Đối với người đi trước. Vâng, và thưa nhà văn Nguyễn Gia Nùng, có thể nói là với vùng đất Khánh Hòa, quê hương thứ hai của ông, không chỉ có những cảnh vật tươi đẹp từ thiên nhiên thu hút những người mới đặt chân đến lần đầu, mà còn cả về con người và những nhân cách lớn ở đây nữa. Vậy thì trước khi chia tay với chương trình Người Khánh Hòa thì nhà văn Nguyễn Gia Nùng có những chia sẻ gì không ạ? Tôi cái điều mà nghĩ và viết về Khánh Hòa thì tôi thấy là những cái tác phẩm mong đợi thì vẫn còn đang ở phía trước. Yeah. Cho nên là tôi cũng muốn là trong những cái năm cuối còn lại thì tiếp tục viết về những cái đẹp của con người, của quê hương Khánh Hòa, xứng đáng là một trong những cái nơi mà cả nước có thể tự hào về Nha Trang, Khánh Hòa. Dạ vâng, xin được cảm ơn nhà văn Nguyễn Gia Nùng đã cùng đến với chương trình Người Khánh Hòa hôm nay. Và xin được chúc cho nhà văn lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe, một tinh thần lạc quan để tiếp tục mang đến cho các độc giả trên khắp cả nước thêm nhiều tác phẩm hay, đặc biệt là những tác phẩm về quê hương Khánh Hòa của mình. Vâng, xin cảm ơn Tú Trinh và quý vị khán giả của đài truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là với cuộc trò chuyện vừa rồi cùng với nhà văn Nguyễn Gia Nùng cũng đã khép lại phần 1 của chương trình. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một hoàn cảnh khó khăn mà hộp thư nhân đạo của chương trình vừa ghi nhận được quý vị nhé. Nằm gọn trong con hẻm nhỏ ở thôn Như Xuân 2, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang là ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Thành Hưởng. Trong ngôi nhà cấp 4 sơ sài tạm bợ kia lại là những mảnh đời bất hạnh. Là trụ cột kinh tế chính trong gia đình và mang trong mình căn bệnh tim, nhưng anh Hưởng vẫn cố gắng làm việc để có tiền lo cho vợ con từng miếng cơm manh áo.
nhưng bất hạnh đã giáng xuống gia đình anh. Trong một lần làm việc, anh Hưởng bị tai nạn lao động với những chấn thương nặng ở cánh tay và xương mặt. Sau chấn thương đó, anh lại phải gánh thêm chứng rối loạn tâm thần. Kể từ ngày anh Hưởng ngã bệnh, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ dồn lên đôi vai của chị Ngọc, vợ anh Hưởng. Thương chồng thương con nên bất kể trời mưa hay nắng, ai mướn gì chị cũng làm với mong muốn có tiền lo thuốc thang chạy chữa cho chồng, một phần lo cho hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nghĩ đến những biến cố đã ập đến với gia đình, những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của chị. Chị khóc vì thương cho chồng, lo cho con, khóc vì số phận sao quá đổi nghiệt ngã. Nhìn cảnh hai đứa nhỏ kể lại cảm giác sợ hãi ngay chính ba ruột của mình lúc ba lên cơn rối loạn tâm thần, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng. Biết ba bị bệnh, bé Yến Nhi đã vượt qua nỗi sợ hãi để giúp mẹ chăm ba những lúc chị Ngọc vắng nhà. Sức khỏe yếu nên anh Hưởng đau ốm nhiều hơn, vết thương cũ tái phát, bệnh tim rồi bệnh động kinh cứ thay nhau giày vò anh những lúc trái gió trở trời. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn nên bệnh tình của anh càng ngày càng trở nặng, cứ cách 5 hoặc 7 ngày lại phải đi cấp cứu. Bao khó khăn, gánh nặng gia đình và chạy chữa bệnh tật cho chồng cứ dồn lên đôi vai người phụ nữ này. Đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình anh Hưởng, chương trình cũng đã gửi tặng gia đình anh một món quà. Dù món quà không lớn, nhưng chương trình cũng hy vọng đóng góp một phần nào đó giúp cho gia đình anh có thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Ngôi nhà anh Hưởng với những nỗi đau bệnh tật đang gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Mong hãy giúp đỡ người phụ nữ nghèo này để nỗi vất vả vơi bớt trên đôi vai chị, để chồng chị có thêm điều kiện chạy chữa bệnh tật của mình, để anh Hưởng trở lại với cuộc sống bình thường với tổ ấm nhỏ của mình. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng 30 phút của chương trình Người Khánh Hòa xin được khép lại. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phối hợp cùng với Công ty Truyền thông KKC thực hiện với sự đồng hành của Yến Sào Khánh Hòa. Mọi thông tin, đóng góp cũng như là những chia sẻ của quý vị dành đến cho những hoàn cảnh khó khăn của chương trình, xin mời quý vị vui lòng gửi thư về chương trình Người Khánh Hòa, số 70 đường Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ 10 phút Chủ nhật tuần sau trên Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa KTV. Yến Sào Khánh Hòa, nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ.